Ngày 30 tháng 7, báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, Mạnh Thường Quân tổ chức chương trình Kết nối yêu thương, tư vấn, khám, phát thuốc và trao quà cho người dân khó khăn tại xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Chương trình đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh có thành tích xuất sắc tại xã Đạ Nhiêm, trao 8 suất quà cho gia đình người có công với cách mạng, trị giá 2 triệu đồng một hộ, trao 80 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng cho các hộ gia đình thuộc diện cận nghèo. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cũng tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người dân trên địa bàn xã. Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng Biên tập Thường trực báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ, đây là hoạt động thường xuyên của báo Sài Gòn Giải Phóng. Thông qua các hoạt động xã hội, báo Sài Gòn Giải Phóng mong muốn đóng góp, chia sẻ, kết nối và lan tỏa giá trị nhân văn, tương thân, tương ái, kịp thời động viên về vật chất, tinh thần đối với các em học sinh, người có công với cách mạng, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Đạ Nhiêm. Đặc biệt trong sự kiện lần này, báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và Viện Pasteur Đà Lạt.